đâu, cha về đâu? Cha về. Chết mẹ rồi, kìa nó về rồi, kìa đi xuống. Chưa luôn, lì luôn, lì quá. Ê, ráng đi. Con ra ngoài, con kêu cha đứng lại. Đi ra câu thời gian đi. Chơi cha về luôn rồi. À, cha Hoành về luôn rồi hả? Cha về nhà luôn rồi hả? Dạ. Nguyên, em cha tiếp. Cái gì vậy trời? Hai cái đứa này làm gì đó? Cái nhỏ này với thằng này. Ủa là trời ơi, cái chó của người ta mà làm gì vậy? Kính thưa chư vị Bồi Thạnh Đòn, dạ ngày hôm nay nhà em xuất hiện một cây rất lạ, nhưng mà tất cả đều là dấu diếm. Tôi ghét cái gì dấu diếm lắm cả nhà. Mà nghe đồn cây này quý phong hai đứa. Dạ vâng ạ. À, hai đứa em tình nguyện nó đi cầm cho chị bẻ đúng không? Nghe đồn là 1 ký 800-900. Đây chị có cây này rồi, em nói là cây gì? Cây gì lệ chi á chị? Không, cây này phải lệ chi. Em lệ là em lệ, là em tào lao. Lệ là tên má nhỏ này. À, cái gì quá người ta. Nho thân gỗ đúng không? Đúng rồi, chị sẽ sệt nè. Lễ sức khỏe, chứa các tác nhân chống ung thư, điều trị tiêu chảy, thằng nó mới đi rồi cho nè. Chống viêm, giải độc, cái gì nữa? Ngăn ngừa bệnh hen suyễn, ngừa lão quá sớm, thuốc chữa viêm họng, hay chửi chồng rồi đó. Cây thân gỗ là sao? Tại sao có nhiều người săn mua? 1 ký lên tới gần 800 ngàn, ghê chưa? Nhưng mà ít có người bán, tại vì 1 năm nó chỉ ra có 2 lần. Thường thì người ta sẽ lấy người ta ngâm rượu. À, hỗ trợ hệ tiêu hóa, kháng viêm, à, tăng cường chức năng gan. Nó về hay gì vậy? Không phải. Chống lão hóa và làm đẹp da. Tưởng công an không đó. Chưa đào được. Làm đẹp da là nghề của chị. Bây giờ chị lên nha. Mấy đứa vừa cầm nhưng phải vừa canh giùm chị nha. Ok, cảm ơn. Có bị cắt hàng không? Không. Ê, từ từ. Ôi, được cái trời cho chị cao á, ơi. Chị lên tới đọt luôn đó chị. Ừ. Trời đất Phật, có bẻ thiệt rồi đó hả? Trời đất Phật ơi. Tài. Trời, mọi người nhìn nè nha. Khứng á em. Cái này em muốn. Rồi, mọi người nhìn nha. Chị Thảo ở đây giùm em nha. Cái nho thân gỗ nó rất là đã là sao? Tại vì nó mọc sát cái thân luôn. Đó, và cái trái này ăn cũng rất là ngon. Em ăn, em chưa có ăn, nhưng mà em nghe đồn, em nghĩ là cái nào mắc là nó ngon à. Bây giờ em ăn thử một trái cho quý vị coi coi nó ngon không. Nhớ giò nghe chưa gái. Chưa cứng mẹ ơi. Đây, em nghĩ ôi. Đụng mê đụng ăn à. Ăn. Em thiệt là tham lam. Đây. Nó em lụm quá. Từ chị té. Chị bước xuống đây. Đây, 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 cầm đi. Đây, cái trái này ăn á, em nghe giang hồ đồn là mình phải giò. Xong mình ngắt cái đầu nó ra. Phải không? Em nghe là cắn luôn. Cắn. Bún quá nước rồi. Ngọt. Ngọt. Giống như cái dâu á chị. Đúng. Tôi ăn thấy giống trái vú sữa. Tôi ăn tôi thấy nó giống trái bòn bòn. Ba đứa ba rồi. À, mấy đứa hãy quay cái hiện trạng cái cây trước khi mà bẻ hết đi, cho người ta thấy cái kết quả. À, rồi, rồi chưa? Để chị. Lên đi chị. Vô. Chị, nhẹ thôi chị ơi. Ê chị ơi, gớm rồi. Trời ơi. Thả vô đi. Thôi đưa gỗ mà quả rồi. Vừa vừa thôi. Ê đưa cái gỗ đi, hai mày cầm cái đó khó à. Không có, chị cứ thả vô đi. Điệu chưa? Ừ. Nhẹ nhẹ giặt quá ngâm. Trời ơi, cái cảm giác bức ha. Một hồi em mình có đem cái cân không, cân coi được 1 ký không? Bởi vậy 1 năm nó chỉ ra có 2 lần á, cho nên là người ta cũng không có bán đâu. Mọi người tội nghiệp nhỏ này đứng hứng nãy giờ để bẻ cho nó. Trời ơi, ở trên đọt cái nào tôi thấy chà bá nợn. Chị thấy chứ. Héo héo chứ, chị thả vô đại đi. Chứ lựa ra. Ngon nha. Ui. Bà chuẩn bị giò là. Cây này ngon ha. Cô cho con ti đi vô tôi được không? Sao vậy? Bị nó giò. Ăn á chị. Chị sẽ bẻ hết. Nghe cái chân chị kìa. Ê nó rớt quá, mấy bé lụm đi để uổng. Chị nhẹ thôi, chị từ từ thôi. Thật ra thì trời ơi trời, từ từ hồi nó về sao má. Cô bẻ đi rồi tụi tôi chịu chúng. Không mấy bà mày lên luôn đi, đặng bẻ tiếp chứ. Ừ. Quá nhiều rồi. Lên đi. Hai người lên đi, tôi hứng cho. Lên đi, để nó đi. Để tôi. Chứ hồi nó về sao? Từ từ nào chừng té tao. Bẻ ăn cắp mà bẻ nhiệt tình ghê luôn. Dạ, em lẹ lắm. Cái tay em băng thoát, em ăn cắp quen rồi.
Trời ơi, gớt quá. Bót ơi, ra canh cha coi cha có về không nha bót. Canh cho mẹ, cha về la lên nha. Ừ. Bức nó cọc cọc cọc, sướng tay ghê á. Lan. Gì mà gớt tủm tủm vậy mấy mẹ? Trời trời, bé không gớt hả má? Mày giỏi, mày lên đây nè. Mày hèn, mày đứng dưới. Coi chừng da lớn quấn nhỏ này có thông đồng này nha cô. Nó không dám lên đó. Ê, giống như Tài Thiên mà ăn trộm đào vậy. Ui, mấy trái bên này ngon lắm nè. Ủa gì mà bực bực. Má ơi, má. Không, mấy ngừng đi má. Cái vụ như vậy là không biết. Có được. Trời ơi trời. Cô hái lại chi mà hái cái này giảm hết. Làm sao mà cho vua ăn được. Bởi vì hồi đó chém đầu và mấy đầu thai làm vợ ông Thiện nè. Ê con lên con bẻ đi mẹ mệt quá. Đổi ca đi tao canh cho. Ti lên đi Ti. Tăng ca đi mày. Tiếng 50-60, à lộn, tiếng mấy trăm ngàn. Ê cả ký đó đừng giỡn. Lên đi con mẹ canh cho. Lên đi. Lên. Sợ đâu cao. Trời ơi. Trời ơi. Vậy mà leo mà nhúng liên tục thì sợ đâu cao. Em có. Ừ, ngọt. Có, sao chị nói đúng quá vậy? Nhà mọi người ở trong nó màu nè, nhà mọi người. Ở trong nó màu à. Nó màu trắng. Cái hộp như hộp mắng cầu á. Ừ. Lụm nghe tay ở dưới nhà bộ. Ngon. Trời ơi, bẻ đó hả? Cảm ơn con. Trời ơi, hết con mẹ, tới thằng con vợ, tới thằng con, bẻ hết trơn. Lê Kim A, bẻ hết nhà sạch sẽ cho tôi, không được dạ. Chừa. Không được. Chị nói nè, không được chừa một trái nào cho chị. Em biết rồi chị. Nì lên đi. Chị ơi, cha về. Cái gì, cái gì? Cha về. Cha về chưa? Về ơi. Đâu, cha về đâu? Mày ơi, cha về. Chết mẹ, rồi kìa nó về, rồi kìa đi xuống. Không, hết chừa lắm. Chưa luôn, lì luôn, lì quá. Ê ráng đi con, ra ngoài con kêu cha đứng lại đi, ra câu thời gian đi. Chơi chơi về luôn rồi. À, cha Hoành về luôn rồi hả? Dạ. Cha về nhà luôn rồi hả? Dạ. Nguyên em cha tiếp. Cái gì vậy trời, hai cái đứa này làm gì á? Cái nhỏ này, cái thằng này. Ủa là trời ơi, cái vô của người ta mà làm gì vậy? Em không biết đâu. Ê, chết, chết mẹ, em không biết gì đâu. Trời ơi, sao cái nhóm của ta, chị nào kêu? Chị á. Chị nào? Chị Như sao cái ai? Đó là em bẻ mà. Sao mày bẻ đâu, có chồng tao, đứa là anh nữa. Trời, để em vô đây. Ai cho mày bẻ? Hả? Bẻ cho chồng tao. Trời ơi, trời. Sao mày bẻ cho chồng tao? Hả? Hả? Trời ơi, hai đứa này không có chịu được. Trời ơi, trời. Sao mày bẻ cho người ta để em chết mà đi, sao bẻ? Tôi biết một cây nho được một đâm nó ra có hai làm luôn. Trời ơi, trời, nó báo tôi nữa rồi. Ui là trời. Ui về ta chưa kịp quay phim chụp hình nó bẻ chưa. Mày biết là làm ăn coi hết được rồi. Dám bẻ một gỗ gì là trời ơi là trời. Trời ơi, cái này mắc không anh? Sáng mắc. Ồ, chết rồi. Quan trọng là không có người bán, nó mắc là một chuyện nhưng mà không ai bán, hiểu không? Trời ơi trời, mới ra trái à. Nhầm trái con xanh nẻo gì đây. Nhầm trái xanh nẻo gì đây bẻ luôn. Em có biết đâu, em đang nằm chổng ngủ á, đâu hay đâu. Chị kêu. Em thấy lạ quá, em tính ra đây canh canh rồi chưa gì nó bẻ. Sao mà tụi mày bẻ đâu có chồng tao. Hai đứa mày bước xuống đây, tới công chuyện tao rồi. Trời ơi trời, con nè, có bẻ không đạp lên nè. Banh nó chơi luôn. Ừ. Chị kia bẻ trong vòng 15 phút mới xong cây nho này đó hiền. Ai làm chứng cho mày có cái bẻ nào trời, tự nhiên cái gì chia cắt gia đình ta không có, không có kêu à. Kêu không? Không. Chắc không? Chắc không có kêu. Trời biết gì đâu kêu, tưởng lên tay làm kiện biết có ăn được không kêu. Ngọt. Ê giống như cái dâu á chị. Trúng. Ê sao biết cái gỗ của tên tao mà nói gỗ tao mày quỷ. Sao còn quốc quật là nó kêu mày hay là có kêu không? Trời ơi nó thấy lạ quá, nó tự lên nó bẻ, nãy giờ em ngủ mà ăn mấy cái gỗ cuốn như này nè. Đó nè, hổ tay lên tay lên này được không? Tới công chuyện tao mày. Mẹ ơi, mẹ kêu con không? Mẹ với con ăn đồ đủ, mẹ có kêu con bẻ không? Không. Mẹ có kêu tụi mày, nó bẻ không? Thiệt có, nó có kêu không? Không, đang bánh chán đồ đủ. Mẹ tôi với nó ăn đồ đủ đâu tao là con nè. Nè đồ ăn nè. Có tại sao nó bẻ đứng lên thấy mà không chán? Có thấy đâu quốc mà. Rồi má ơi. Hai đứa kia bước xuống đây. Nè, hai đứa im lặng không? Thấy hai đứa im lặng không? Con tao làm chứng nè. Chị chết camera, lộn anh chết camera là đi chị kêu. Cãi lộn mà, cãi lộn mà lộn gì? Cãi lộn mà, nó lắc là cái thứ giả dối đã về có chấp chữ nào không? Không. Nói chung cũng còn, nhưng mà cái con này nói thiệt coi, có không? Không.
mà đâu, mày móc ối ra, mày móc ối ra, mày móc ối ra cho tao để ra mày ăn ối ăn hai chứ hột vịt cái thả miệng ra hà thôi nghe mùi à nói trời chết ai cái thằng nó bước xuống đây nói thấy chưa thôi mình đi ăn tiếp thì không biết chưa đứng ở đây chưa có xử được đâu trời ơi là trời cái nho của người ta gì đó mà dám đứng nè dạ nó còn đứng ăn đó kìa con rể còn đứng ăn đó kìa chết rồi quýnh em mẹ bông luôn đổ cái gì em đi đổ à? Đổ đâu? Chứ đổ gác chứ. Trời. Em đây đâu lại? Chứ ăn gì ăn được không? Ăn sao anh? Ăn gì được đó. Chứ ăn em còn không biết ăn làm sao nữa sao mà em nở em bẻ em tưởng à. Ba cái đồ chân của anh sao em dám bẻ? Trừ khi mấy trái lê chi mai này em bẻ nè. Cái nho này nó ra trái rồi nó rất là quý luôn á. Bẻ nhiệt tình ghê luôn trời, sạch chưa? Sao hay luôn. Nè bé. Nãy giờ ai chưa bẻ con ơi? Con. Nãy giờ ai chưa bẻ cái nho của trai vậy? Mẹ lẻ. Trời ơi. Đứng lại coi. Vậy là con liễu. Con liễu bài đầu. Đúng rồi, kêu con xuống đây tính kêu tính tối nay trốn về đang bẻ cơ có thể là được tôi vậy. Tính ăn nho ăn gỗ thiệt nhưng mà em không dám làm như vậy. Quan ức hay gì? Bữa nay bây giờ này xử lý sao đây? Còn ngày mai không có hàng bán đi nha con. Nè boss là ra đây hỏi lần nữa nè. Bỏ rồi ra đây nói thiệt cho cha nghe coi ai chưa bẻ. Có ai kêu không? Mẹ mẹ có kêu không? Hả? Ai bẻ? Mẹ mẹ có kêu con bẻ không? À, không, mẹ liễu không chưa bẻ, chứ tiên không chưa bẻ là chứ à, là chú thể chưa bẻ. Trời ơi, rồi nghe nữa. Chết, cái thằng này thể chưa bẻ đúng không? Khoan lại hỏi lại lần nữa cho chính xác con có bị dắt không nè, ai kêu? Ai chưa bẻ? 1 2 3 kêu nè boss, ai kêu? Mẹ ơi. Ngày ngày càng đi quá xa. Còn rốt cuộc ai? Ai chưa bẻ? Hả boss, ai chưa bẻ nho này? Mẹ Bi. Mẹ Bi thì kêu đúng không? Trời ơi trời. Thấy chưa? Có kêu. Có kêu bây giờ nó láo. Có thiệt. Bẻ đúng không? Chắc đúng không? Bẻ hết luôn rồi. Vậy là mẹ Bi có leo đây bẻ không? Mẹ leo lên cây luôn. Còn có một trái kìa. Bé này tối về đừng có ôm ít vậy. Vậy là mẹ leo hay là chú Thệ với mẹ liễu? Không, mẹ biết làm. Mẹ biết làm luôn. Con nít không bây giờ nó láo. Đó. Thấy chưa mọi người, nó chủ mưu chưa, nó chủ mưu chưa? Chứ đừng nghĩ hai đứa này làm sao dám bẻ. Mày ở sao mày khẩu hình miệng với con tao phải không? Đúng rồi, ở trên con nói với tôi. Rồi lại nè, ai bẻ? Rồi nãy mẹ lên xe leo lên sao? Mẹ có leo lên nhưng mà còn ba trái nữa là hết luôn. Nhưng trời mà mẹ ơi, không trời. Leo còn có mấy trái. Ai leo nè, bình tĩnh nè, con bình tĩnh lại coi, ai leo? Mẹ Bi rồi. Mẹ Bi. Mẹ Bi làm trên đó là hết. Là làm hết trơn là leo lên đó. Đi thử máu ai đen liền. Mày con ai. Thôi đừng có đánh cho lại. Chết rồi, nằm tay giỡn chân giữa tay. Tại sao mà chủ mua bị. Chứ tay có bẻ không? Chứ tay có bẻ không? Bớt. Chứ tay có bẻ không? Em tôi. Rồi không còn gì để nói nữa, đánh đi. Giờ là hết biết đường rồi, hết biết được xử lý rồi. Nó phá hết cái này tới cái kia cho nho người ta mới mua về. Đừng nói nữa, cuộc đời tôi có sự diện, đánh đi. Đánh đúng lắm. Đúng rồi trời. Sắc một cái là đứt làm đôi nha. Đánh đi, đừng nói nhiều. Sợ đánh tao nhau. Thì đừng đánh. Mua cỡ này đây nè. Mày không đánh tao là mày sợ tao đó. Ơi, hết biết đường nói luôn rồi mọi người ơi. Có cái nào chị nữa mọi người chỉ tôi ra. Tôi hết biết đường tôi nói luôn rồi. Chị cũng lỡ rồi nha, tụi em cũng đâu có muốn. Có ăn rồi. Trời ơi trời, cái nho. Một năm ra có 2 lần trái à. Rồi mà mỗi lần chị em đồng lưu trên toàn quốc. Ai có cái nho mới thì liên hệ đi, vợ chồng em mua. Được không? Mới ra. Anh Phương, em lỡ bẻ rồi anh đem về ngâm rượu đi ngon. Chắc để tới lại. Thôi nè. Tôi chưa kịp chụp hình chung với cái nho tôi nên nó bẻ trơn. Còn lại nè, le ngoe nè. Hôm qua là nó đầy trái, hôm nay còn nè. Cái này bẻ hết mẹ luôn đi, chừa lại chi, hoài long vậy trời. Không tới. Không tới nữa hả?
Trời ơi trời. Thấy chưa? Cái cây đó của em đúng không? Đâu? Cái lấy cây ma. Đúng rồi. Rồi ok, vậy được, của em xác định của em được rồi. Cái đó không phải tôi chậm. Thì bẻ đi. Trời ơi, nó chín hết trơn rồi. Bẻ đi, bẻ xuống vú nó mới chín ma ơi. Hết nói nổi. Bỏ tay. Cuộc đời tôi không có yêu thích cái gì trơn, bởi vậy nó đâu có gì đâu để phá. Nếu phá thì phá xe. Tao hết Lambo đó, bẻ kiến đi. May bắt đó. Xì bánh không... xe đi. Ừ, tao không... thôi. Đâu có gì đâu để yêu thích để phá. Phá đó tao xích tiền ra tao sửa lại. Hả? Đúng. Phá. Ừ. Ai kêu mua về mà không nói chi, cây này nhiêu tiền giờ khai thiệt đi. Khai chi? Đó, không khai là bị bẻ đúng rồi. Vợ chồng mà giấu giếm nhau, sống như sống chi bà nội. Thôi chi nói, ừ em ơi anh mua cái nho nè, em về anh đừng có bẻ nha, để anh chụp hình nha, anh mua nhiêu tiền nè. Đó là đâu bị bẻ, đúng không quý vị? Hả? Rồi bỏ nghe, đợt sau nhớ ra trái kêu vợ vô chụp hình đàng hoàng, vợ có hình đẹp rồi vợ tha cho. Cảm ơn mọi người, nhớ cho em xin một nút subscribe nha. Ừ, đừng không subscribe nữa.